Hello, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để mình sẽ chuyển đổi một con máy phát điện từ điện 3 pha 200V nhá. Tất cả máy phát điện của Nhật về là chúng ta đều thấy là nó sẽ hoạt động ở cái điện áp là 3 pha, điện áp 220 và là điện 3 pha. Như vậy thì ngoài cái phần động lực thì chúng ta sẽ chuyển đến cái điện 380. Chuyển điện 380 xong cái thì chúng ta đưa đấu nối thì bộ điều khiển là chưa nhận được. Nếu mà chúng ta cứ để như vậy luôn, giống như cái phần điều khiển motor ấy, thì ngay lập tức là sẽ cháy hết toàn bộ cái hệ thống điều khiển của máy phát điện, là nó không hoạt động được. Thì có vài cái phần chú ý chúng ta sẽ tiến hành là tìm hiểu cái nguyên lý cũng như làm thế nào để chúng ta đi chuyển điện đấu nối vào mà nó sẽ tương thích với máy phát điện, mà nó sẽ không không cần phải thay bảng điều khiển cũ nhá. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái phần động lực. Động lực là cái phần điện sinh ra để chúng ta sử dụng ở trong cái củ phát đấy. Đấy, cái phần động lực này thì thông thường chúng ta chuyển đấu nối từ song song sang nối tiếp thì nó rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ vẽ cái sơ đồ chuyển đấu nối cái phần động lực này. Cái phần đấu nối phần động lực này thì mình cũng đã có một vài cái video hướng dẫn chi tiết về đấu nối cái phần động lực này. Nó giống như là chúng ta đấu nối của cái phần motor điện thôi. Ok, vì khi mình chuyển đổi xong rồi nhá, mặc định của nó thì chúng ta thấy là mặc định của riêng nguyên bản của nó thì nó sẽ có như thế này. Nó sẽ có là mình vẽ nhỏ nhỏ ở đây, hai cái pha, hai cái dây nó được mắc nối song song với nhau, nó mắc song song với nhau trên một cái trên một cái pha đấy, nó sẽ lắp song song như thế này. Đây là chúng ta thấy từ cái nguyên bản rồi, mình sẽ biết cách chúng ta thay đổi. Đây nó sẽ ra được là pha này là pha R này, S, T, 3 pha này là 3 pha lửa nhá, mình gọi là 3 pha lửa. Và đây nó gọi là có cái dây nốt ra. Dây nốt này thông thường của máy của Nhật thì nó sẽ không có cái dây nốt này. Cái dây nốt là cái dây trung tính ấy, nó sẽ nằm ở trong củ phát luôn. Đấy, có một số máy nó đưa ra 4 đầu dây và chúng ta sẽ thấy nó là có dây nốt. Và chúng ta sẽ thấy là một cái dây nguội với lại một pha lửa thì nó sẽ là 100V. Đó, 100V. Và hai pha lửa của nó sẽ là điện 200V. 200V nhá, nguyên bản 110 và 110, 200 hoặc là 220 thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng cái chiết áp bằng cái AVR rồi. Như vậy là khi mà chúng ta đấu nối cái phần chuyển đổi thành cái 380, việc chuyển đổi cái phần động lực đầu tiên là mình sẽ chuyển đổi sang cái sơ đồ này, từ song song mắc sang nối tiếp. Đó, song song nối tiếp thì về nguyên bản thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái phần tín hiệu, dây tín hiệu ở đây. Ở đây là 3 pha 200V, nó sẽ kéo 3 cái pha này. Nó kéo 3 pha này vào hệ thống điều khiển và hiển thị. Điều khiển và hiển thị cộng với lại gì ạ? AVR để nó ổn áp ạ. Thì nó sẽ nhận biết được cái điện này. Như vậy là khi mà nguyên bản của nó sẽ lắp các cái đầu điện 3 pha 200V đưa vào mạch điều khiển này, đưa qua mạch AVR này. Nếu chúng ta giữ nguyên như vậy thì hiện tại bây giờ nó thành 380 luôn ở đây, các vị trí này rồi. Thành 380 rồi nhá. Thành 380V. Thành 380 và hai cái pha này. Nên là nó sẽ toàn làm cho cái thiết bị của mình bị cháy và không hoạt động được. Chính vì thế mà mình chỉ cần phải thay đổi. Mình phải thay đổi một tí nhá. Ok, và bây giờ coi như cái sơ đồ này mình sẽ bỏ qua khi mình chuyển đổi xong. Mình sẽ đấu như này. Thế bây giờ thì mình sẽ làm như thế nào để chúng ta có thể là cho nó nhận diện được cái mạch điện này. Khi mà chúng ta chuyển phần động lực, chúng ta phải móc cái phần này ra. Chúng ta phải móc lại cái điện 3 pha 200 ở đây. Chúng ta thấy là đây là điện 200V này. 200V. Như vậy là lúc trước là nó thấy là ngay đầu CB và hai cái đầu ra để tải. Thì bây giờ mình chuyển đổi thành, thì trên này là 380 đúng không? 380 này, ở đây là 200V này. Đấy, thì mình sẽ lấy tại cái điểm này ra, chúng ta đưa vào cái bảng điều khiển. Đó, ta sẽ đưa vào bảng điều khiển luôn. Đưa vào bảng điều khiển và chúng ta đưa mạch AVR. Chúng ta kéo ba cái dây này. Như vậy là chúng ta thấy là chúng ta không lấy cái điện ở tại 3 pha 380 nữa, mà sẽ lấy ở ba cái pha ở cái điện phần động lực như này. Thì tất cả những cái phần mà liên quan đến cái dây tín hiệu đưa vào đây thì là mình chỉ việc kéo nối ở đây sang đây nữa là xong. Khá đơn giản. Tuy nhiên thì là một số anh em là không biết cái điều này, mà chúng ta sẽ có thể là phải thay cái bộ điều khiển này, có thể là thay đổi lại cấu trúc đi lại dây điện, nó rất là phức tạp. Nhưng bằng cách chúng ta chỉ cần đưa ba cái dây này thôi, chúng ta chỉ lấy ba cái dây tín hiệu thôi, mình đưa trả lại cho hệ thống điện cũ của nó là xong. Đây, vẫn rất là đơn giản đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Ngoài ra thì trong những cái máy phát điện mà của Nhật nó tích hợp hẳn hệ thống ATS thì chúng ta sẽ có một số cái chú ý nữa nhá.
như là đầu tiên là chúng ta sẽ xử lý cái phần động lực cấp điện cho mạch AVR. Như chúng ta biết là về cái ATS, về ATS này, mình sẽ vẽ cái ATS ra đây, ATS ở đây. Có thể là khởi động từ, có thể là máy cắt. Rồi. Với máy phát điện của Nhật thì nó sẽ đưa máy phạ 3 pha vào đây. Đấy, chúng ta đưa 3 pha vào đây nhá. Và đây là R này. Ở đây là chúng ta ví dụ thôi nhá, RST đi. 3 pha. Cái này sẽ được nối lên trên vị trí này nhá. Chúng ta sẽ có cái tải ra chúng ta sử dụng ở đây. Tải ra để sử dụng ở đây. Rồi. Tải ra sử dụng ở đây, tải này. Bên này là điện lưới ạ. Điện lưới. Rồi. Như vậy là chúng ta thấy là ngay cái phần cái ATS này nó sẽ được đóng với lại điện lưới hoặc đóng với máy phát tùy thuộc vào ở cái trạng thái như thế nào. Đấy, trạng thái như nào nhá. Thì bây giờ trong cái hệ thống nguyên bản của nó cũng sử dụng là ở trên cái phần RST đây. Lúc trước thì nó vẫn là điện 220 đúng không? Thì bây giờ hiện tại ở những cái phần này, ở những cái phần tín hiệu đầu vào này á, nó sẽ có những cái thành phần đưa cái tín hiệu đi cấp cho một số cái thiết bị, ví dụ như là relay trung gian, ví dụ như là cấp cho đèn báo, cũng có thể là một số thiết bị nó lấy tại cái vị trí bảng điều khiển tại cái chân khởi động từ như này, hoặc có lấy ngay đầu CB. Cái này nó không trọng, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn ở trên những cái chân này nó có dây tín hiệu ở đây. Ngay lập tức chúng ta phải chuyển đổi nó về điện 3 pha, điện 3 pha 200V ở những cái vị trí này. Cái dây tín hiệu nào nhỏ ở đây mình sẽ lắp trở lại vào đây. Rồi. Đồng thời là phần tải cũng như vậy. Phần tải thông thường chúng ta sẽ thấy có một cái phần rất là quan trọng nó hay sử dụng ở đây. Với hầu hết nhá, với hầu hết 99% là những cái thiết bị ở phần tải ra ấy, nó sẽ câu cho cái hệ thống là sạc tự động ắc quy ở đây. Sạc. Và hiện tại cái sạc nó hoạt động với điện 220V từ 200. Rất là hay là 200 đến 220V nhá. Trên những cái thiết bị này nó đều có những cái cổng chuyển đổi. Thì chúng ta sẽ lấy cái sạc ở đây ra để sử dụng. Nhưng bây giờ nó sẽ thành 380 đúng không? Nếu chúng ta giữ nguyên hai cái sạc như này ấy, là nó sẽ hư cái sạc luôn. Và chúng ta cái công việc của mình ấy, là mình sẽ phải xả một dây ra. Chúng ta xả một dây ra và khi chuyển thành 380 bắt buộc chúng ta phải có dây nớt. Và chúng ta chỉ cần giữ một cái dây ở trên cái CB này và một cái dây sạc này, chú ý nhá. Chúng ta sẽ được nối với cái dây nớt ở đây. Ok, như vậy là xử lý phần sạc xong. Phần 3 pha 220 này thì gần như chúng ta chuyển sang 3 pha 128 này, những cái dây tín hiệu ở đây thì chúng ta sẽ nối với lại cho nó nối với lại 3 pha 220. Còn một phần duy nhất chúng ta xử lý ở phần ngoài đó chính là cái sạc tự động. Chúng ta phải lấy nó một dây được cấp cho nớt. Còn phần điện lưới thì sao? Điện lưới đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp thứ nhất đấy, với một số máy phát điện nó sử dụng cái mạch bảo vệ. Mạch bảo vệ nhá. Cao thấp áp, cao và thấp áp này, mất pha này. Thì nó sẽ lấy ba cái tín hiệu ở đây đưa vào trong cái mạch kia luôn. Với những cái thiết bị này thì mình có làm một cái video chi tiết về cái chuyển đổi làm thế nào đây để cho nó có thể là cái mạch bảo vệ cao thấp áp mất pha nó vẫn hoạt động được. Với một số nó sẽ có nhiều giải pháp để xử lý phần điện lưới này. Cái thứ nhất là chúng ta sử dụng một cái biến áp chuyển đổi từ 3 pha 380 sang 3 pha 220 220V. Đấy, biến áp nhá. Rồi biến áp để chúng ta lấy cái tín hiệu này chúng ta đưa vào trong cái phần 220 như này để cho cái mạch bảo vệ cao thấp áp mất pha làm việc. Làm như này thì rất là đơn giản là dễ rồi. Nhưng chúng ta sẽ gặp thêm một số cái vấn đề là cái thứ nhất là nó tốn thêm chi phí đúng không? Cái biến áp này ít nhất cả tiền triệu luôn anh em ạ. Cả tiền triệu nhá. Cả tiền triệu. Thông thường mình thấy là một số anh em làm theo cái phương pháp như này. Đơn giản, không bị đau đầu, nhưng mà mình sẽ thấy là nó sẽ tốn kém với chi phí. Tốn kém với chi phí. Nên là cái phương pháp này mình không sử dụng nhá. Có thể có cách nào để sử dụng cái bo mạch này nó vẫn hiệu quả hay không? Thì mình sẽ vẫn có, nó sẽ vẫn có. Ở trong này thì nói về chi tiết thì nó hơi rườm rà một chút xíu, nhưng mà sẽ phụ thuộc vào cái cấu trúc của cái mạch này. Thì trong cái mạch này mình sẽ có một số cái thay đổi bên trong để làm cho nó có thể là hoạt động với điện 380. Thực tế là hoạt động với 220 chỉ bằng cách đầu nối các đưa cái dây tín hiệu vào khác nhau thì nó cũng sẽ hoạt động được bình thường. Thế trường hợp này là hơi khó nhá, và sẽ có trường hợp dễ hơn. Thì cái trường hợp này thì mình có thể tham khảo thêm một cái video là hướng dẫn chuyển điện. Video hướng dẫn chuyển điện ở trên kênh Qua Máy Phát Điện nhá. Là cho máy phát của Nhật thì mình sẽ có làm chi tiết để thực hiện cái này luôn. Và bây giờ thì mình sẽ có cái phương pháp đơn giản hơn và thường gặp hơn. Cái này thì ít gặp hơn. Thỉnh thoảng là mình có thôi. Và thực hiện thì nó hơi khó một chút xíu. Nhưng mà vẫn thực hiện được nha, không phải lắp biến áp đâu. Cách đơn giản hơn ấy, chúng ta thấy là những cái trường hợp mà nó sẽ có hai cái dây thôi. Nó có hai cái dây thôi. Thông thường nó sẽ đi vào một cái hệ thống gọi là nhận biết điện lưới. Cái này gọi là cái bo cũng được. Hoặc là có thể là cái dơ le. Hoặc là dơ le.
và nó cũng là cấp nguồn cho cái hệ thống đảo nguồn ở của cái hệ thống ở đây. Đấy, thì thông thường nó chỉ lấy điện 220 thôi. Cái loại này là không có bảo vệ mất pha nhá, không có bảo vệ, không có bảo vệ mất pha và cao thấp áp. Đấy, thì nó mới sử dụng cái phương pháp là dùng hai cái dây như thôi. Loại này quá đơn giản thôi, anh em cũng sẽ làm giống như cái sạc ấy thôi. Chúng ta nhớ một điều là khi mà chúng ta chuyển đổi ấy, thì là mình sẽ chuyển đổi cái pha nào làm pha lửa thì chúng ta giữ nguyên nhá, cho đồng bộ toàn bộ hệ thống luôn. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ giữ là cái pha ở giữa là một cái pha lửa đúng không, là 220 so với lại cả nguội đây, thì pha này chúng ta cũng làm tương tự và chúng ta sẽ nối cũng nối nguội vào đây. Có phải là điện 3 pha 380 chúng ta đều thông thường là cái dây nguội là dây chung đúng không, và cái bo bảo vệ này không biết là nó vào bo, không biết là vào dây le, chúng ta cũng chả cần biết nó đi đâu hết, chúng ta chỉ cần thấy hai dây thôi và chúng ta xẻo một dây ở một cái pha đấy. Ví dụ RST ở đây thì cái pha này ấy, nó cũng là cái pha T hoặc là VRUP gì đấy, đó UV và VRUP, hai cái này ký hiệu nhá. Chính xác thì bên điện lưới nó ký hiệu RST thì đúng hơn đấy. Và chúng ta thấy là nó cùng một cái pha thì chúng ta sẽ xả cái pha này xuống mát nhá, xả cái dây xuống mát thôi, như vậy là ok. Anh em thấy là nó rất là đơn giản đúng không? Như vậy là tổng hợp lại chúng ta sẽ có mấy cái phần cần phải xử lý khi chuyển điện từ 3 pha 220 sang 3 380. Đầu tiên chúng ta xử lý cái phần động lực là bắt buộc rồi. Phần tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cái phần điện điều khiển vào mạch điều khiển và mạch AVR bằng cách là chúng ta sẽ lấy cái điện là 220 tại cái vị trí chúng ta đấu nối tiếp. Cái thứ ba là chúng ta chuyển đổi nguồn sạc từ nguồn hai pha lửa 220 thành một lửa và một nguội. Phần thứ tư là chúng ta sử dụng cái phần điện lưới. Như vậy là xong. Còn một phần cực kỳ quan trọng nữa, nếu mà anh em mới chuyển điện là anh em thường xuyên phải xảy ra này. Với hệ thống máy phát điện của Nhật thì một số máy nó có cái thiết bị gọi là thiết bị chống sét. Thiết bị chống sét này. Thiết bị chống sét này hiện tại thì nó đang hoạt động với lại điện 220. Và hệ thống chống sét này là chống sét lan truyền. Lan truyền nhá, lan truyền nó cắt lọc sét. Tuy nhiên lọc sét ở các sơ cấp thôi, nó sử dụng cái tụ bảo vệ quá áp. Đó, chính vì thế mà nó sẽ ở trong cái hệ thống máy phát điện của mình. Nếu chúng ta không loại bỏ phần này, có thể là chúng ta sẽ hoạt động trong một thời gian thấy là nó sẽ bị nổ và bị phù. Đó. Và bây giờ mình sẽ ngoài cái phần chính để cho máy phát điện hoạt động được, chúng ta cần xử lý một số cái phần nữa để cho cái máy phát điện của mình nó không bị các cái sự cố liên quan không đáng có nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vào thực tế. Mình chỉ hướng dẫn anh em chỉ trong vòng khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi là chúng ta có thể là thực hiện được một chuyển đổi một con máy phát điện rất là đơn giản. Ok. Lấy bộ đồ nghề đi, lấy tô vít rồi lấy một số thứ. Và bây giờ hướng dẫn anh em từng phần một. Cái phần nào dễ thì mình xử lý trước nhá. Cái phần này thì nó không liên quan đến vấn đề về tín hiệu của điện, nhưng mà nó sẽ liên quan đến chất lượng của điện. Cái này thì mình chia sẻ là với anh em, một số anh em là bị gặp thường xuyên rồi. Chúng ta nhìn thấy ở ngay, nó có thể là ở nhiều vị trí, nhưng mà thông thường nhiều nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy ở vị trí đây. Cái này chính là cái con tụ cắt lọc sét nhá. Cái tụ cắt lọc sét này đúng nếu mà nó điện 220 thì chúng ta sẽ sử dụng con cắt lọc sét. Thông thường máy phát điện những cái loại khác từ các hãng khác nhá, nó không có nhá. Riêng của Nhật thì nó làm rất là cẩn thận. Chính vì thế nó có thành phần cắt lọc sét ở đây. Cái này dây này là dây nguội. Cái dây này là dây mát vỏ máy này. Thông thường chúng ta sẽ lắp với cọc te. Và khi mà sét nó đánh vô trên đường dây lan truyền, ví dụ như là của vào của điện lưới ở đây, hai dây này thông thường nó sẽ nối vào hai pha. Hai dây này nó sẽ nối vào hai pha. Và khi mà có hệ thống cái điện áp mà sét là dạng xung thôi, và dạng có thể là dạng điện một chiều, và nó phóng qua hai dây ấy, thì nó sẽ được cắt. Chúng ta sẽ nhìn ở trên này, nó sẽ thấy có ký hiệu này. Ở đây chúng ta ký hiệu là chữ R và chữ S. Đây, chúng ta sẽ nhìn được cái chữ R và chữ S. Đây, chúng ta sẽ nhìn được chữ R và chữ S. Nó chính là của hai pha. Nó chính là của hai pha ở đây. Cái này nó đang lấy ở phía trên, hoặc là nó lấy từ đây sang. Có cái thì nó lấy ngay ở vị trí này, nó đưa vào hai dây này. Hai dây trực tiếp nhá. Hai dây trực tiếp. Thế thì đây chúng ta thấy là có một con tụ bảo vệ quá sét, chống sét này, có 14K391 này. Con này nó chịu được cái điện áp tầm 200 mấy chục vôn đến 300 vôn. Đó. Nên quá cái điện áp này cái là con này ngay lập tức có nổ. Nên là chúng ta mà sử dụng cái con này để con này lên á, thì chúng ta sẽ đưa 380 vào đây, cái ngay lập tức con này nó sẽ sùi lên. Có thể chưa sùi đâu, nhưng mà khi chúng ta giao cho khách một thời gian, hoặc là khách hàng sử dụng một thời gian á, thì là cái con này nó sẽ nổ ra. Và rất là, thực ra là không có ảnh hưởng gì, con này nó chỉ hoạt động trong một lần nổ rồi là thôi. Nhưng mà nó sẽ gây hiện tượng là hoang mang, nên là chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác là chúng ta sẽ bỏ đi. Bỏ đi thì chúng ta bỏ đi bằng cách nào? Ta lấy kìm, ta bấm hai chân này đi. Ta lấy kìm bấm hai chân đi. Chỉ trong vòng 1 giây, trong vòng 3 giây chúng ta thực hiện được. Ta bấm vỏ này, con này sử dụng điện 100V rất là tốt nhá. Anh em nếu mà chúng ta sử dụng được, nếu mà nhà chúng ta mà sử dụng điện 220 ấy, một pha lửa pha nguội, chúng ta phải lắp con này vào nhá.
Tuy nhiên thì nó chỉ là các lọc xét ở sơ cấp thôi, không phải là hoàn toàn. Và phần tiếp theo, chúng ta chỉ cần xả hai con này ra thôi. Chúng ta xả hai ra là xong, để cho nó không thông với nhau. Đấy. Nếu mà trường hợp chúng ta muốn bảo vệ tốt ấy, thì nhiều trường hợp là mình cũng đã lắp cho cái thiết bị cắt lọc xét lan truyền CB cắt lọc xét nhá. Nó có giá từ khoảng 1 triệu mấy đến 2 triệu mấy gì đó. Và chúng ta có thể đổ nối với đây. Rồi chúng ta bắt hai lốc trả lại đây. Những cái lốc cũng trả lại cho nó. Những cái thiết bị này mình sẽ trả lại nguyên bản cho nó. Rồi mình không thấy nó có cái gì thì mình thấy nó thiếu thì nó không hay. Rồi như vậy là mình chỉ cần làm thao tác như vậy thôi. Mình nghĩ là trong vòng khoảng mấy giây là mình có thể thực hiện xong. Tuy nhiên cái thao tác này mà không biết thì nó gây lại cái hậu quả khá là lòng ngoằng. Ok, và xong phần không quan trọng lắm. Và đến chúng ta sẽ đến cái phần quan trọng, và bây giờ chúng ta sẽ sang bên đây. Đây là cái hệ thống tủ ATS, con máy này được tích hợp sẵn ở bên trong. Rồi, với tất cả máy phát điện, khi mà chúng ta mà tháo để chuyển điện hoặc chúng ta tháo để nổ máy, test máy ấy, là khi chưa được kiểm tra, bắt buộc chúng ta sẽ cần phải tháo. Chúng ta cần phải tháo cái dây, thực ra là tháo một sợi thôi. Anh em đây thì hơi kỹ, tháo tận cả hai dây luôn. Đây là máy AVR. Để AVR hoạt động được thì mình có cần nguồn nuôi vào. Nó chính là, chúng ta nhìn thấy rõ ràng ở đây là cái chữ U và chữ V này. Chữ UV này, cái này lấy ở đâu ra? Rồi, cái UV này lấy đâu ra nhá? Thì tí mình sẽ cùng so sánh dò. Đầu tiên chúng ta phải tháo cái mạch AVR khỏi cái hệ thống nguồn để cho nó không hoạt động nhá. Mình có hai cách. Một, thứ nhất là chúng ta tháo một dây J hoặc một dây K, hoặc chúng ta tháo nguồn vào AC này cũng được. Nhưng mà an toàn thì chúng ta có thể tháo là một cái dây J hoặc dây K thôi, một dây thôi nhá. Anh em tháo được cả hai dây thì càng tốt, nhưng mà thông thường thì mình chỉ có tháo một dây thôi. Mình chỉ tháo một cái dây ra thôi để cho nó không có ra điện nữa. Và mình sẽ tiến hành lắp đặt, sửa chữa cũng như là thực hiện một số thao tác. Ok, và bây giờ thì đây mình sẽ để cái cam cho dễ nhìn. Video này mình sẽ chia sẻ với anh em là trong nhóm hội viên nhé. Nhóm hội viên nhé, bởi vì cái này nó đi về chuyên sâu. Nó đi chuyên sâu và nó sẽ liên quan đến khá là nhiều kinh nghiệm cá nhân ở trong này, giúp cho anh em có thể là làm một cách nó hiệu quả, tiết kiệm, nhanh chóng. Ok, bây giờ mình sẽ dò đây. Em nhìn vào đây sẽ thấy là ở trong này này nó có ba cái dây nhá, thấy ba cái pha lửa đấy không? Ba cái pha lửa này nó chính là lấy từ cục phát lên. Cái dây này là dây từ cục phát lên, ngày trước nó là 220, bây giờ thành 308. Rồi cái dây này á, là nó cũng lấy từ UV này, cũng lấy từ cục phát lên này, nó cũng lấy từ cục phát lên. Đây là hai cái dây này, nó cũng lấy từ hai dây, cái hai cái dây này nhá, hai dây này là dây 220 U và V. Rồi cái dây nào đi vào mạch AVR thì bây giờ nó cũng vẫn là 220. Rồi lúc trước của nó là nó lấy ở 220 và bây giờ nó vẫn là 220, vì nó chỉ thay đổi vị trí thôi. Vì cái dây UV này bản chất của nó có thể lấy ở bên, nó chỉ nối ở bên trong hoặc nối ngay ở đây, nhưng cái con này là nó nối từ bên trong ra, cái điều đó không quan trọng. Nó lấy ở phía trước CV này. Thông thường ấy, những con khác ấy là hai cái dây này đi vào AVR này, nó lấy ngay ở đây, nhưng cái con này nó đấu ở phía dưới cũng không ảnh hưởng gì hết. Và hai cái phía dưới này bây giờ thì nó đã đấu sẵn rồi, nó không phải đấu ở hai cái vị trí 380 này nữa, mà nó nối ngay cái vị trí nối tiếp ấy, nó đưa lên cái hai dây này kèm theo một dây nữa đây. Đấy, mình tận dụng luôn cái dây này, kèm theo một dây nữa đây. Mình có thể kéo ba dây mới, nhưng mà đây mình có cái dây này luôn rồi, nên là mình giữ nguyên. Và chúng ta thấy là đây nó sẽ có ba cái dây. Rồi, chúng ta sẽ có ba cái dây nhá. Ba cái dây, tí chúng ta sẽ buộc gọn nó lại. Chúng ta cắt ra để chúng ta di chia. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ buộc gọn. Như vậy là mình sẽ có ba dây, thêm một dây nữa này. UV này, vậy là đỏ và xanh. Đỏ và xanh là hai cái dây ở ngoài này. Và mình sẽ có một cái dây nữa ở giữa đây, 308. Rồi. Thế bây giờ mình công việc của mình á là mình đưa hai cái thằng này vẫn trả lại như cũ, được chưa? Và bây giờ chúng ta phải tháo ba cái thằng này ra. Tháo ba thằng này ra. Đây là cái lục giác, mình tháo ba thằng này ra, đưa vào ba cái thằng này. Đưa vào ba thằng này. Đồng thời là đưa vào đây luôn. Đó, cái này chỉ cần hai dây thôi. Mình có thể nối bên ngoài hoặc là mình sẽ lấy thêm hai cái dây nữa, mình kẹp vào đây. Mình vòng mình trả lại cái vị trí này. Đấy. Cái màu xanh này, chúng ta chú ý nhé, màu xanh này. Thì chúng ta đi vào cái dây màu xanh để tránh trường hợp xảy ra lỗi. Và V thì vào V, V là màu xanh này. V là màu xanh, V là màu xanh nhá. U là màu đỏ,
U đây, W đây. À, như vậy là cái dây màu xanh ở đây thì nó lại hơi bị ngược. Hơi bị ngược tí. À, kiểu này không quan trọng nhá, AVL nó chạy cái nào cũng được. Như vậy là mình sẽ thấy ba cái dây này, mình nối vào ba cái dây này. Và dây này vào đây. Để nó khoa học hơn, nối thì đơn giản nhưng mà trong cái thao tác cho nó gọn gàng ấy thì mình vẫn cứ trả cái này lại bình thường, sau đó mình lấy hai cốt mình trả lại đây. Như vậy là mình sẽ có hai đầu dây trả lại đây cộng với dây này. Mình đưa vào ba cái dây này cái là ok. Ba cái dây này nó đi theo cái hộp gen. Đó, và mình sẽ đưa nó vào hộp gen cho đẹp. Thấy chưa? Đây ba cái dây đây. À, ok, và bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Ở đây là có hai cái dây to này, không biết được cấp cái nguồn gì này. Hai dây to này. Lấy cái bộ lục giác ấy. Ok, và bây giờ mình đang thao tác cho anh em xem nhé. À, bây giờ xem cả cái thao tác để chúng ta luôn. Hiện tại bây giờ mình đang tách dây. À, mình sẽ có những cái mình sẽ có những cái cốt này. Lấy cái cốt 16 mình vừa cầm ra là bé bé này. Vừa có cái bịt cốt nhỏ đâu. Đây đây, cốt này nè. Đấy. Chúng ta sẽ dùng những cái đầu cốt để cho ép cho nó chắc chắn. Nó cần một cái co nhiệt. Tùy thuộc vào cái dây nhiều hay ít chúng ta có thể cho vào cái co khác nhau. Và mình sẽ xem cái dây làm sao đi cho nó thuận tiện. Nó thuận trong cái việc là chúng ta nhét trong một cái hộp nghe. Trong ngoài là buổi tối là gì đó ông hả? Không, ông bà. Cũng giờ đâu tham gia đâu. Rồi đi nhiều việc quá anh. Cốt này thì nó vẫn hơi to. Con quay ép xong rồi về lục tiếng sau à? Ép cái này vô. Về tiếng. Và sau khi mình đấu nối rồi ấy, thì nó sẽ có được cái hình dạng như thế này. Và chúng ta sẽ nhét nó vào trong một cái ống gen. Anh tạm thời mình chưa nhét vô ngay. À, tại vì mình sẽ cần phải kiểm tra một số cái thao tác nữa. À, nên là mình để tạm vậy đây. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ đi những cái dây. À, sau khi phần đây là chính là cái phần mạch cho cái hệ thống điều khiển nhá anh em nhá. Ở trong cái đống dây như này là mình sẽ có hai cái dây lớn như này. Hai cái dây lớn này là nó sẽ cấp nguồn cho cái mạch AVR. Chúng ta có nhìn thấy hai cái dây lớn kia. À, mấy cái dây nhỏ nhỏ này mình nói là nó sẽ cấp nguồn cho cái gì ạ? Nó sẽ cấp nguồn cho cái bo điều khiển ở trên này và hệ thống đồng hồ ở đây. Toàn bộ cái phần này nó sẽ sử dụng cái nguồn nuôi ở đây. Cái phần này anh em không cần phải dò nữa, mình đã mất thời gian dò rồi và mình sẽ có cái kết luận rồi nhá. Nên là mình chỉ cứ làm đúng như này thôi. Mình chỉ đi đâu là nó đúng là như thế luôn. Mình đã có thời gian để mình dò cái mạch rồi. Mình sẽ quan sát thêm nữa. Quan sát thêm nữa là ở phía dưới này. Chúng ta sẽ nhìn ở phía dưới đây. Chúng ta sẽ nhìn ở phía dưới này còn hai dây nữa. 220 bây giờ thành 380 rồi. Như công thức chúng ta sẽ thấy là nếu như mà nó ở dưới là ở trên CB và dưới CB nó khác nhau nhé. Ở trên CB và ở dưới CB nó khác nhau. Nên là ở trên CB là nó cấp nguồn cho điều khiển, ở dưới này là cấp cho mạch chip. Nên chúng ta sẽ xả một cái dây từ ở đây ra. Ở dưới không cần phải tháo đâu. Em lấy một cái kìm cắt cắt luôn. Cắt một dây ra. Vì đằng nào nó cũng phải nối. Đấy, cắt sát vào bên trong cho nó đỡ xấu. À, ở trên thì mình bỏ ra để cho nó đỡ bị cái đầu dây nhìn cho nó đỡ lùa thùa thôi. À, cắt vào dây này ra tí mình sẽ đưa vào dây nguội. À, mình sẽ đưa vào dây nguội nhá. Đây là cắt ở cái phần dây nào ra thì tí mình sẽ nhớ cái dây đấy. Dây ngoài cùng là cái pha xanh đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ siết lại cái ốc CB cho nó đỡ lòng thòng. Cái dây ở phía dưới này của mình ấy, nó chính là cái dây. À, cái dây phía dưới nó chính là cái dây để cấp cho cái mạch chip nhá. Mạch chip tức là mạch tự động ngắt của cái CB. Những con CB mà anh em thấy có cái dây ở bên hông này. À, cái dây này là cái dây chip nhá. Chip coil. À, chip coil hay là gọi là đây chúng ta có quận nó ghi luôn ở trên này luôn này, chip coil. Chip coil này có cái tác dụng là nó sẽ nhảy cái CB khi mà nó có sự cố. Không ngoài cái CB nó có chức năng là nó sẽ ngắt cái dòng chạm hay là có dòng cắt ấy, cắt của CB ấy. Thì nó còn một cái nữa là khi mà máy phát điện nó phát hiện ra những cái tín hiệu điện mà nó không có đủ cái tiêu chuẩn hoặc là có sự cố, nó sẽ cấp nguồn vào cái chân coil chip này.
làm cho nó sẽ dừng máy. Cái đó thì tí mình đưa cái dây mát vô là được, để nguội vô. Như vậy là mình đã thấy rồi, ở trên này là có 3 dây 3 pha. Ở cái này em phải siết chặt vô nhá, siết chặt cứng luôn nếu quên. Cái trường hợp mà mình đang làm dở như này, mình đi làm một cái việc khác ấy, nó rất là nguy hiểm. Nên là khi chúng ta siết là chúng ta siết cứng luôn, nhất là cái phần động lực. Chỉ cần sơ suất là chúng ta quên một cái một thôi, chúng ta đi giao cho khách hàng là nó sẽ dây sinh nhiệt. Về những cái trường hợp này là rất nhiều trường hợp anh em đã quên rồi, chúng ta gá và để sau chúng ta siết sau, nhưng mà đến lúc chúng ta quên chúng ta đi giao là rất là nguy hiểm. Phần động lực này nó sẽ có cái dòng điện lên đến hàng trăm ampe, hàng trăm a luôn nhá. Đấy, chúng ta thấy là cái dòng điện của nó tương đương với một cái máy hàn và điện áp và rất là lớn. Nên là chúng ta chỉ cần lỏng một chút xíu thôi là nó sẽ rất là nóng. Với những con CB thì một số anh em thì là siết không căn được lực thì cũng làm bể CB luôn. Đấy. Nên là vấn đề mà siết được thì chúng ta phải coi con ốc đấy là ốc bay mấy ly. Và chúng ta căn cái lực nhá. Siết cứng quá thì nó bể, còn nếu mà siết lỏng quá thì nó nóng. Như vậy là mình đã xử lý xong phần CB điện 3 pha 3.8 chuyển thành 3 pha 2.2 rồi. Rồi, ok, quá là ngon luôn rồi. Và mình sẽ xem ở phần ATS nhá. Rồi, ATS bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta có thể chui vào trong là chúng ta xử lý một số phần được không. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ quan sát ở đây này. Ở đây chúng ta thấy là ở đâu là điện lưới, đâu là tải và đâu là điện của máy phát điện. Em nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Ở đây này. Đây là nó dùng hai pha lửa này. Phần này là phần của điện gì đây? Chúng ta sẽ xem đâu là khởi động từ của máy phát và đâu là khởi động từ của máy phát điện, thì chúng ta sẽ nhìn vô cái dây. Thông thường là bên đây bên tay phải này là điện của máy phát điện và bên tay trái là của điện lưới. Bây giờ chúng ta có thể là kiểm tra xem là nó có đúng hay không. Và chúng ta sẽ lấy một cái đồng hồ đi. Chúng ta có thể dò dây hoặc chúng ta có thể là đo đồng hồ. Và mình sử dụng công cụ thì mình dùng đồng hồ thì nó sẽ ok hơn, nhanh hơn, tiện hơn. Tuy nhiên là chúng ta đo trong mạch phức hợp ấy, chúng ta hợp chúng ta phải biết là nguyên lý của nó đi đâu và về đâu, chứ không ta đo trong mạch hỗn hợp đấy thì không biết cái dây nào với dây nào. Mình sẽ đo ở cái thang đo ôm nhé. Đấy, anh em mà xem cái video này chúng ta chỉ cần làm một lần và chúng ta thao tác giống như vậy luôn thì nó sẽ dễ hình dung. Khi mà nói như này thì mình chưa hiểu, mình phải vừa xem và chúng ta phải vừa làm cơ, thì chúng ta sẽ có cái thời gian để chúng ta làm được, thực hiện được công việc này nó rất nhanh hơn và chúng ta hiểu vấn đề hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là bây giờ phía dưới ra là tải này, chắc chắn là phía trên này nó sẽ đi vào phía trên của khởi, phía dưới ra là tải rồi. Như vậy chúng ta chỉ đo cái thằng nào thông với thằng này là được rồi. Đúng rồi, chúng ta đo phía dưới. Đo phía dưới không cần bật CB. Bật CB thì nó chạm. Pha giữa, chúng ta đo pha giữa. Rồi. Thông rồi đúng không? Và chúng ta sẽ loại trừ ra, chúng ta đo thử bên kia xem là có thông không. Hai bên đầu thông thì chúng ta đo bị lộn cái gì đó. Ok. Chính xác rồi đúng không anh em? Như vậy là chúng ta đã thấy là bây giờ nó đang sử dụng cái phía trên này. Nó đang sử dụng cái phía trên này. Chúng ta đang sử dụng cái con CB bên khởi bên tay phải này là của điện máy phát điện. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là nó có hai dây. Một dây vào khởi và một dây thì nó đi vào cái phần điện điều khiển. Như vậy là chỗ này nó vẫn có một phần điện 3 pha 220 nữa này. Mình đang bị sót rồi. Mình nhìn vào đây mình thấy này. Ở đây đúng ra là nó lấy luôn hết ở phía trên. À không, nó sẽ khác. Ở chỗ này thì nó sẽ sử dụng một cái đường điện sau CB. Ở đây thì nó cấp vào khởi này. Vào cái dây này là dây nó cấp cho một cái gì đó. Chúng ta có thể lấy một dây chúng ta đưa nguội. Như vậy chúng ta sẽ thấy là chỗ này chúng ta sẽ cho một dây xuống dây nguội. Có thể chúng ta sẽ lấy một cái pha nguội. Bên này chúng ta cũng có hai dây. Hai dây ở đây là điện lưới nhá. Con này nó không có bảo vệ cao thấp áp mất pha. Chính vì thế mà mình sẽ nhìn thấy là có hai dây này thôi. Có hai dây này giống như cổ điện máy phát, đây và đây. Đây và đây. Rồi, và phần của cái bo sạc đâu ạ? Chúng ta xác định các vị trí làm trước, sau chúng ta làm thì sẽ hay hơn. Ở phía dây sạc thì nó nằm ở phương hướng ở giữa phía tải này. Ở phía dưới tải này. Đây chúng ta sẽ nhìn sang bên này cũng thấy sạc ở bên kia. Chúng ta nhìn thấy là có một cái hai cái dây này. Những vị thế khó như này thì chúng ta sẽ có thể chúng ta bỏ cốt đây, chúng ta lấy kìm chúng ta bấm sâu vào. Như vậy là chúng ta thấy là đồng đều đúng không? 1 2 1 2 1 2. Như vậy là tất cả những cái dây như này ra, chúng ta sẽ lấy một cái dây chúng ta đưa xuống dây trung tính. Và cái dây trung tính đó thì chúng ta xác định bây giờ lấy dây trung tính nào thì là nó hợp lý. Nếu như mình thì bây giờ mình sẽ lấy là chúng ta có thể lấy là cái pha giữa. Chúng ta sẽ lấy cái pha giữa làm pha trung tính xem cái dây nào nhiều dơ. Pha 3 dây, đây cũng 3 dây.
đây có một dây. Ok, bây giờ ta lấy cái pha giữa là dương tính đi, em có thể là cắt luôn, cắt cái CB cũng được. Cái dây này nó quá to, người ta có thể là buộc, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái cốt đấy, chúng ta để vào đấy để chúng ta biết là cái dây trung tính nhá. Chúng ta có thể cố gắng để lại cái đầu dây trường hợp chúng ta muốn dò lại cái dây gì làm gì. Cái này có xoáy hay là dùng cái cốt xoáy vào cũng được. Rồi được hai dây, chúng ta có thể tháo hoặc chúng ta có thể cắt tùy ý. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác để đấu nối và mình sẽ quay lại. Ok, và sau khi đấu nối sẽ có được cái hình như này. Vừa rồi là đang thực hiện mà bị mưa nhé, mưa to kinh khủng luôn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục. Phần mát ấy, thì đơn giản thôi, mình đã tách dâu và mình sẽ đấu nối chung vào cái dây mát như này. Và sẽ kẹp vô trong cái phía sau cái giấy giấu vào xong cái phía dây này để cho nhìn cho nó xinh xắn. Và chúng ta sẽ ép lại, buộc lại mấy cái đầu cốt này nhé. Chúng ta sẽ rút lại cái lá rút này và những cái dây chúng ta đã xả xuống rồi. Đó, khá đơn giản đúng không ạ? Và sau đó cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái dây nguội như thế này. Dây nguội nhé, dây nguội thực ra không phải là dây mát. Chúng ta sẽ có một cái dây nguội này và chúng ta sẽ đi gọn lại cái dây nguội này theo cái hướng của cái dây nhé. Ở đây thì nó hơi lòng thòng một tí và tí nữa mình sẽ bó gọn nó lại tất cả những cái dây như này. Đó, sau khi mà kết nối xong thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ thử. Đây thì anh em chưa có tháo cái dây AVR ra và mình sẽ cần phải tháo cái dây AVR ra, sau đó mình sẽ nổ. Mình sẽ nổ để mình kiểm tra các cái tín hiệu điện xem đã ok chưa, xem chuyển điện phần động lực nó đã ok hay chưa, cũng như là các cái phần dây tín hiệu nó lên là đúng như cái ý của mình hay chưa nhé. Đây kiểm tra cái bước này là kiểm tra từ dư, mình sẽ đo từ dư trước chứ không là mình đưa cái phần điện vào mạch AVR luôn mà nó có cái phần nào mà nó chưa chính xác ấy, thì nó có thể ảnh hưởng thiết bị, chính vì thế mình phải cách ly cái phần này ra cho an toàn. Và sau khi phần xong cái phần này thì nó cơ bản là ok hết rồi, mình chỉ còn phần nối cái dây nguội ở bên ngoài thôi. Với những cái máy phết của Nhật thì nó sẽ không cái cọc nguội hay là cái dây nớt ấy, thì mình sẽ đấu nối nó ra thêm một bên ngoài. Chúng ta có thể đấu nối thêm bằng một cái domino hoặc là chúng ta có thể là để nó đi bên ngoài cũng không vấn đề gì. Ok, và bây giờ thì hoàn thiện rồi, chỉ còn phần test tải nữa thôi. Chỉ có test tải thôi và mình sẽ test tải vào một buổi khác. Ngày hôm nay thì do một số cái thiết bị của máy mình chưa có hoàn thiện xong ấy, ví dụ như là mình đang socket chưa có làm xong, chính vì thế mà mình sẽ thử nó vào một cái video khác. Và sau khi hoàn thiện sẽ lắp tải và sẽ tiến hành thử tải thôi. Những cái công đoạn chính và nguyên lý thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Và bây giờ mình chỉ có thử lại một cái nữa thôi, và không làm mà thử thì mình sẽ làm một cái video tiếp nhé, để chia sẻ anh em là cái quy trình thử và test tải. Ok, và bây giờ sẽ kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.